Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con thân mến, hôm nay cô hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 3, sách cánh diều. Các con lưu ý, đây là đề để các con tham khảo. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Đề thi cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 3. Đề bài chúng ta có hai phần: A, kiểm tra đọc; B, kiểm tra viết. Chúng ta làm phần A, kiểm tra đọc. 1. Đọc thành tiếng. Các con sẽ được các thầy cô giáo cho các con bắt thăm đọc một đoạn văn bản trong các phiếu đọc trong thời gian từ 3 đến 5 phút. Khi đọc, các con đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, đúng tốc độ, đạt yêu cầu. Giọng đọc có biểu cảm, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng từ và trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc. 2. Đọc thầm và làm bài tập. Đọc đoạn văn sau. Mùa thu trong trẻo. Mùa thu, bầu trời tự nhiên cao bồng lên và xanh trong, một màu xanh chứng sáo, ngọt ngào, êm dịu. Vắng hẳn những đám mây đen thường ùn ùn kéo lên từ phía chân trời mỗi buổi chiều hè oi bức, và vì thế những trận mưa ào ạt như chút nước cũng thưa đi. Con sông chảy qua đầu làng Thanh thôi sủi bọt đục ngầu, ào ạt xô đẩy những đám củi rèo bèo bọt chạy về xuôi. Giờ nó lại lắng, chỉ lăn tăn gợn sóng, vỗ nhẹ vào đôi bờ lóc bóc. Cũng có lúc dòng sông như một tấm gương tráng thủy ngân xanh, soi rõ trời cao và những cánh cỏ trắng muốt vỗ thong thả qua sông một cách bình thản. Lúc ấy, mặt nước giống hệt một con người sâu sắc đang mải suy nghĩ điều gì. Trong hồ rộng, sen đang lụi dần, những chiếc lá to như cái sàng màu xanh sẫm đã quăn mép khô dần. Họa hoàn mới có vài lá non xanh nho nhỏ mọc xòe trên mặt nước. Gương sen to bằng miệng bát nghiêng nghiêng như muốn soi chân trời. Tiếng cuốc kêu thưa thớt trong các lùm cây lau sậy ven hồ, dường như chúng mỏi miệng sau một mùa hè kêu ra rả và bây giờ muốn nghỉ ngơi cho lại sức. Nguyễn Văn Chương. Chúng mình vừa đọc đoạn văn Mùa thu trong trẻo. Bây giờ chúng mình làm theo yêu cầu của bài tập nhé. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. Câu 1. Dấu hiệu nào báo trước mùa thu đang đến? A. Bầu trời tự nhiên cao bồng lên và trong xanh. B. Những đám mây đen ùn ùn kéo từ phía chân trời tới. C. Những trận mưa ào ạt như chút nước. Để trả lời được câu hỏi 1, dấu hiệu nào báo trước mùa thu đang đến? Chúng mình đọc lại đoạn văn nhé. Dấu hiệu nào báo trước mùa thu đang đến? Dấu hiệu báo trước mùa thu đang đến là bầu trời tự nhiên cao bồng lên và trong xanh. Đó là đáp án A. Các con khoanh tròn chữ cái A. Câu 2. Nối sự vật ở cột A với từ ngữ miêu tả ở cột B sao cho phù hợp. Quan sát bài tập chúng ta thấy cột A có dòng 1 bầu trời, dòng 2 dòng sông, dòng 3 sen, dòng 4 tiếng cuốc kêu và dòng 5 những trận mưa. Còn cột B, A ào ạt chút nước, B cao, xanh trong, C lăn tăn gợn sóng, D đang lụi tàn, E thưa thớt ra rả. Chúng mình dùng thước kẻ nối sự vật ở cột A với từ ngữ miêu tả ở cột B sao cho phù hợp. Ở cột A, 1. Bầu trời. Bầu trời như thế nào các con? Bầu trời, bầu trời cao, xanh trong. Chúng ta nối 1 với B. Hai, dòng sông.
Dòng sông làm sao? À, dòng sông lăn tăn gợn sóng. Chúng mình nối 2 với C. Ba, sen. À, sen đang lụi tàn. Chúng ta nối 3 với D. Bốn, tiếng quốc kêu. Tiếng quốc kêu làm sao? À, tiếng quốc kêu thưa thớt, ra rả. Như vậy chúng ta nối 4 với E. Và cuối cùng, 5, những trận mưa. Những trận mưa như thế nào? À, ào ào chút nước. Chúng mình nối 5 với A. Như vậy chúng mình đã nối những sự vật với từ ngữ miêu tả ở cột A với cột B cho phù hợp. Câu 3. Vì sao dòng sông thôi sủi bọt đục ngầu ào ạt, xô đẩy những đám củi rều bèo bọt chảy về xuôi? A. Vì mùa thu nước trong xanh hơn mùa hè. B. Vì mùa thu không có những trận mưa ào ạt như trút nước. C. Vì mùa thu có những đám củi rều bèo bọt. Để trả lời được câu hỏi này, chúng mình đọc lại đoạn văn nhé. Vì sao dòng sông thôi sủi bọt đục ngầu ào ạt, xô đẩy những đám củi rều bèo bọt chảy về xuôi? Vì sao các con? À, vì mùa thu không có những trận mưa ào ạt như trút nước. Đó là đáp án B. Các con khoanh tròn chữ cái B. Câu 4. Nội dung chính của bài đọc là gì? A. Miêu tả vẻ đẹp trong trẻo của mùa thu. B. Miêu tả vẻ đẹp của các sự vật trong hồ sen. C. Miêu tả vẻ đẹp của mùa thu và mùa hè. Để trả lời được câu hỏi 4 này, nội dung chính của bài đọc là gì? Cô giáo yêu cầu các con chúng mình đọc lại kỹ một lượt nữa đoạn văn nhé. Nội dung chính của bài đọc là miêu tả vẻ đẹp trong trẻo của mùa thu. Đó là đáp án A. Chúng ta khoanh tròn chữ cái A. Câu 5. Theo em, tình cảm của Thanh đối với quê hương như thế nào? À, chúng mình đọc lại đoạn văn và mình tìm câu trả lời nhé. Tình cảm của Thanh đối với quê hương là gì? À, tình cảm tha thiết, gắn bó của Thanh đối với mùa thu trên quê hương mình. Tình cảm tha thiết. Gắn bó của Thanh. Đối với mùa thu. Trên quê hương mình. Câu 6. Viết 2, 3 câu bày tỏ tình cảm của em đối với một cảnh đẹp của quê hương em. Ở câu 6 này, chúng mình sẽ suy nghĩ viết một đoạn văn từ 2 đến 3 câu bày tỏ tình cảm của em đối với một cảnh đẹp của quê hương em. Tùy từng cách suy nghĩ của các con, có thể các con viết 2-3 câu bày tỏ tình cảm của em đối với cảnh đẹp ở trong bài, hoặc chúng ta bày tỏ tình cảm của em đối với một cảnh đẹp của chính quê hương mình. Cô giáo có một ví dụ
về câu này như sau. Quê em ở miền Trung Du, nơi đây phong cảnh thật đẹp. Những vườn chuối xanh ngút ngàn, chập trùng trong nắng mai là những đồi cọ xòe ô xanh mát. Những đồi sim, đồi cọ xanh biếc, đồi chè bát ngát chạy nối nhau tít tận chân trời. Em thấy quê em thanh bình và đáng yêu quá. Quê em ở miền Trung Du. Nơi đây phong cảnh thật đẹp. Những vườn chuối xanh ngút ngàn. Chập trùng trong nắng mai. Là những đồi cọ xòe ô xanh mát. Những đồi sim, đồi cỏ xanh biếc, đồi chè bát ngát chạy nối tít nhau. Tận chân trời. Em thấy quê em thanh bình và đáng yêu quá. Em thấy quê em thanh bình và đáng yêu quá. Câu 7. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: oi bức, thong thả. Trong bài cho chúng ta hai từ oi bức và từ thong thả. Chúng mình sẽ tìm từ trái nghĩa với hai từ này. Trước hết, cô giáo có từ oi bức. Trái nghĩa với từ oi bức là từ gì? À, là từ mát mẻ. Oi bức, mát mẻ.
Tiếp theo từ thứ hai là từ thong thả. Trái nghĩa với từ thong thả là gì? À, là vội vã. Câu 8. Từ so sánh được sử dụng trong câu sau là từ ngữ nào? Những chiếc lá to như cái sàng màu xanh sẫm đã quăn mép khô dần. A. To như. B. Như cái sàng. C. Như. Trong đoạn văn trên, chúng mình tìm từ so sánh được sử dụng trong câu đó là từ nào? Từ sử dụng trong cách so sánh, người ta thường dùng từ như. Như vậy ở đây đáp án đúng là C, như. Chúng ta khoanh tròn chữ cái C. Câu 9. Chuyển câu các bạn đến thăm làng quê thành một câu khiến. Từ câu các bạn đến thăm làng quê là câu kể, chúng mình chuyển thành câu khiến. Câu khiến cô giáo ví dụ như sau: các bạn hãy đến thăm làng quê. Đấy, như vậy chúng ta thêm từ nào? À, hãy đến, phải không? Hãy. Các bạn hãy đến thăm làng quê. Vừa rồi, chúng ta làm xong phần 1 lớn kiểm tra đọc. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2 lớn kiểm tra viết. 1. Nghe viết. Chúng ta viết bài Bà Trưng quê ở Châu Phong. Bà Trưng quê ở Châu Phong, giận người tham bạo thù chồng chẳng quên. Chị em nặng một lời nguyền, phất cờ nương tử thay quyền tướng quân. Ngàn Tây nổi áng phong trần, ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên. Hồng quần nhẹ bước chinh yên, đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành. Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. Ba Thu gánh vác Sơn Hà, một là Bá Phục, hai là Bá Vương. Uy danh động đến Bắc Phương, Hán sai Mã Viện lên đường tiến công. Trích Đại Nam Quốc Sử diễn ca. Các con sẽ được các cô giáo đọc cho chúng ta nghe viết đoạn bài Bà Trưng quê ở Châu Phong. Khi viết chính tả, các con lưu ý chúng mình sẽ viết đúng kiểu chữ chữ thường cỡ nhỏ, viết đúng chính tả các từ ngữ, dấu câu và đủ và đúng dấu, trình bày theo đúng mẫu, chữ viết sạch và rõ ràng, không tẩy xóa. 2. Luyện tập viết đoạn văn về một ngày Tết hoặc lễ hội ở địa phương em. Đối với phần 2 luyện tập này, chúng mình sẽ viết một đoạn văn về một ngày Tết hoặc ngày lễ hội ở địa phương em. Chúng ta sẽ trình bày dưới dạng một đoạn văn có số lượng câu từ 8 đến 10 câu, nói về một ngày Tết hoặc lễ hội ở địa phương em. Câu văn viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, rõ ràng. Và cô giáo có đoạn văn mẫu như sau. Bài làm: vào ngày rằm tháng giêng hàng năm, quê em lại nô nức tham gia hội thi thả diều. Từ mấy ngày hôm trước, mọi người đã trang trí và chuẩn bị sẵn các dụng cụ để ngày hội được diễn ra suôn sẻ. Ngày hôm đó, từ tờ mờ sáng, khắp làng đã vang lên những âm thanh sao động. Em súng xính trong bộ quần áo mới, chạy nhảy tung tăng, theo chân chị đi xem hội. Trên bãi cỏ rộng, mọi người cùng nhau mang diều đến để dự thi. Khán giả đã đứng chật trên triền đê, sau tiếng còi của trọng tài. Những chiếc diều lần lượt cất cánh. Trên bầu trời, hàng trăm chiếc diều với nhiều hình dáng và màu sắc đang đua nhau bay lượn.
Tiếng sáo diều trầm bổng, hòa quyện tạo thành một bản nhạc vi vút. Diều nào bay cao nhất, âm thanh ngân vang nhất sẽ giành chiến thắng. Đây là lần đầu tiên em được tham dự một buổi lễ hội như vậy. Em rất yêu thích và tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương. Em mong rằng những ngày lễ truyền thống ý nghĩa vẫn sẽ mãi được giữ gìn trong lòng mọi người. Bài kiểm tra môn tiếng Việt cuối học kỳ 2, lớp 3 đến đây là hết rồi. Cô chúc các con làm bài tốt trong kỳ thi tới. Cô chào các con!